Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo đường kẹt chéo trong bảng. Để tạo đường kẹt chéo trong bảng á, thì chúng ta có 3 cách sau đây. Bây giờ tôi sẽ lần lượt thực hiện từng cách. Nếu mà các bạn thấy cách nào dễ đối với bạn á, thì các bạn chúng ta sẽ thực hiện theo. Rồi, tôi sẽ tạo lần lượt đường kẹt chéo đối với dòng đầu tiên của bảng này. Đầu tiên á, tôi sẽ kéo rộng cái dòng đầu tiên này ra. Đó. Bây giờ tôi sẽ thực hiện cách đầu tiên. Muốn tạo đường kẹt chéo trong bảng á, ở ô này á, thì các bạn chúng ta sẽ phải chọn vào ô đó. Rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ vào tab home. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào công cụ là border này. Ở đây tôi ra chuột vào công cụ border này. Các bạn thấy cái dòng border nó xuất hiện. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ bấm vào tam giác nhỏ chỉ xuống ở bên cạnh cái công cụ border đó. Các bạn bấm vào. Thì lúc này các bạn chúng ta sẽ để ý ở hai dòng sau đây. Đó là diagonal down border này. Tức là chúng ta sẽ tạo ra một đường kẹt chéo là bắt đầu từ trái sang phải. Nếu mà các bạn chọn vào diagonal up border á, thì lúc này nó sẽ tạo ra một đường kẹt chéo là bắt đầu từ bên phải sang bên trái. Ở đây tôi muốn tạo ra đường kẹt chéo á, bắt đầu từ trái sang phải á, nên tôi sẽ chọn vào một là diagonal down border này. Tôi chọn vào. Đó, các bạn thấy lúc này á, nó đã tạo ra đường kẹt chéo là bắt đầu từ trái sang phải. Đây là cách đầu tiên. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Đối với ô này, chúng ta cũng chọn vào ô đó. Rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột này. Thì các bạn thấy lúc này á, nó sẽ xuất hiện một thanh. Thanh này gọi là thanh mini toolbar. Thì các bạn cũng chọn vào công cụ là border. Các bạn bấm vào tam giác chỉ xuống bên cạnh này. Rồi bây giờ ở ô này á, tôi muốn tạo ra đường kẹt chéo bắt đầu từ bên phải sang bên trái á, nên tôi sẽ chọn vào diagonal up border này. Tôi chọn vào. Thì các bạn thấy lúc này á, tôi đã tạo ra một đường kẹt chéo á, là bắt đầu từ phải sang trái. Đây là cách thứ hai. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ ba. Đối với ô này, đầu tiên các bạn chúng ta sẽ chọn vào ô đó. Sau đó các bạn chúng ta sẽ vào tab insert này. Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào table này. Bấm vào tam giác chỉ xuống. Ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào mục là run table. Các bạn chọn vào. Rồi khi các bạn chọn vào á, thì lúc này con chỏ chuột của chúng ta nó sẽ biến thành cây bút. Để tạo ra đường kẹt chéo á, thì các bạn chúng ta sẽ đặt cây bút ở điểm đầu này. Rồi các bạn chúng ta sẽ kéo tới điểm cuối. Ở đây tôi muốn tạo đường kẹt chéo á là từ trái sang phải, nên tôi sẽ đặt ở bên trái này. Sau đó tôi sẽ kéo bên phải. Còn nếu mà các bạn chúng ta muốn tạo từ bên phải sang bên trái á, thì các bạn làm ngược lại nha. Các bạn cũng đặt từ bên phải này, rồi các bạn kéo qua trái. Đó. Đó là cách thứ ba. Rồi khi các bạn chúng ta thực hiện cách này á, thì con chỏ chuột của chúng ta nó biến hình cây bút. Bây giờ các bạn chúng ta muốn thoát khỏi công cụ này á, thì các bạn chúng ta sẽ bấm vào phím ESC trên bàn phím á, thì lúc này con chỏ chuột nó sẽ quay về bình thường. Rồi sau khi chúng ta đã tạo ra đường kẹt chéo trong ô á, tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách viết nội dung trong ô kẹt chéo này. Thì đối với ô đầu tiên á, thì tạo ra đường kẹt chéo là từ trái sang phải. Thì để viết với ô này á, thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ đặt con chỏ chuột ở vị trí của ô đó. Sau đó các bạn chúng ta sẽ gõ nội dung. Chẳng hạn ở đây này, tôi gõ nội dung là ngày. Rồi sau khi tôi đã gõ nội dung rồi, thì tôi muốn nội dung này á, nó nằm bên phải của ô á, thì tôi sẽ quét chọn vào nó. Sau đó tôi vào tab home. Tiếp theo tôi muốn canh phải cho nội dung đó, thì tôi sẽ chọn vào ở line right này. Tôi tích chuột vào. Thì các bạn thấy lúc này á, nội dung ngày á, nó đã di chuyển sang phải của ô. Rồi tiếp theo tôi xuống hàng. Ở đây tôi sẽ xuống 2 hàng để cho viết nội dung đẹp hơn. Tiếp theo tôi viết là thứ. Đó, tôi muốn nội dung thứ này á, nó nằm sang trái của ô á, thì tôi quét chọn vào nó. Sau đó tôi cũng vào tab home. Ở đây tôi canh trái này, tôi chọn vào align left. Tôi chọn vào này. Thì các bạn thấy lúc này á, nội dung thứ á,
nó đã nằm sang trái của ô, thì các bạn có thể thu nhỏ cột lại này. Đó, thì nó sẽ hiển thị như thế này, trông đẹp mắt hơn. Còn đối với những ô á mà kẻ từ phải sang trái á, thì các bạn chúng ta sẽ làm ngược lại. Chẳng hạn ở đây này, tôi gõ là ngày này. Rồi, bây giờ tôi xuống hàng. Do nó đã hiển thị bên trái rồi đúng không? Nên tôi không cần canh nữa. Bây giờ tôi xuống hàng. Bây giờ tôi gõ là thứ chẳng hạn. Ở đây tôi sẽ quyết chọn vào thứ. Sau đó tôi canh phải này, tôi chọn vào align right. Thì các bạn thấy nội dung lúc này á nó đã di chuyển sang phải của ô. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách tạo đường kẻ chéo trong bảng cũng như cách viết nội dung trong ô kẻ chéo. Nếu thấy video hay hữu ích á thì các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi.